Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ bài thuốc từ lá dừa thơm hay còn gọi là cây lá cơm nếp, tổng hợp từ nguồn VN Express. Lá dừa thơm có lợi cho người bệnh tiểu đường, chữa hôi miệng, giúp ngủ ngon, trị bỏng da do nắng, chăm sóc tóc. Lá dừa thơm còn gọi là cây cơm nếp, cây lá dứa, nếp thơm. Lá cây dài khoảng 30-50cm, có mùi thơm nếp hương. Lương y Bùi Đắc Sáng cho biết lá dừa thơm chứa nhiều thành phần bay hơi, chủ yếu là 3-methyl-2-5-H, furanol 84%, 2-acetin, 1-pyrrolin 3%, là chất tạo mùi thơm nếp đặc trưng. Đông y thường dùng lá dứa chữa các bệnh đau nhức xương khớp, gút, ho, viêm phế quản và ổn định đường huyết cho người bị tiểu đường tiếp 2. Lá dứa không độc hại nên bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng lâu dài mà không hại nội tạng. Bài thuốc từ lá dứa thơm. Thứ nhất, khi ăn uống kém ngon, đun sôi 10g lá dứa với 3 ly nước đến khi còn lại một chén, chia làm 2 phần uống buổi sáng và buổi tối. Nhai lá dứa khử mùi hôi miệng nhờ tinh dầu trong lá dứa. Ngoài ra, nhai lá dứa còn giảm đau răng nướu. Thứ hai, chữa chuột rút, đun sôi 3 chén nước rồi cho thêm 4 lá dứa, 5 hạt bạch đậu khấu, một miếng gừng to bằng ngón tay, đun sôi ở nhiệt độ trung bình khoảng 10 phút, rót trà ra ly và cho thêm 2 thìa đường cho dễ uống. Dân gian cũng thường dùng nước trà lá dứa để trị sốt, giảm thân nhiệt, giảm đau ngực khi ho. Trẻ nhỏ có vấn đề về đường tiêu hóa, uống trà lá dứa để chữa bệnh. Thứ ba, trị thấp khớp, đun nóng nửa chén dầu dừa, bỏ vào 3 lá dứa đã rửa sạch cắt mỏng, khuấy đều cho đến khi nguội thì thoa vào những vùng xương khớp, đau khớp. Lá dứa thơm còn có tác dụng chăm sóc sắc đẹp. Mùa hè ngâm mình trong bồn tắm có pha thêm trà lá dứa để làm dịu các vết bỏng nắng. Ngoài ra, đun sôi 7 lá dứa thơm đã rửa sạch và cắt nhỏ để nước cô đặc qua đêm. Sáng hôm sau, trộn thêm 3 thìa nước trái nhàu để dùng massage da đầu và gội tóc giúp tóc đen mượt. Một cách khác là nghiền nát 10 lá dứa thơm rồi trộn chung với 100ml nước, sau đó thoa lên vùng da đầu và để yên trong 30 phút. Xả sạch tóc với nước hay dầu gội để trị gàu, ngăn rụng tóc. Thứ tư, chữa tiểu đường. Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa thơm trong đông y có 2 cách. Cách thứ nhất, lá dứa thơm phơi khô vẫn còn màu xanh lục diệp, mỗi lần nấu khoảng 10 lá khô với 2,5 lít nước, đun sôi đến khi còn lại 2 lít, uống hết trong ngày, trước mỗi bữa ăn khoảng 20-30 phút, uống liên tục trong 10 ngày, kết hợp ăn kiêng theo chế độ và tập thể dục. Cách thứ hai là rửa cuộn lại bằng một nắm tay, không cần thái nhỏ, rửa sạch, cho vào nồi hay ấm sắc thuốc, đổ nước ngập lá chừng một gang tay, đun sôi bằng lửa lớn, sau đó hạ lửa nhỏ nấu đến khi da giống màu nước trà xanh. Uống nước này thay nước uống hàng ngày, có thể sử dụng bột lá dứa thơm hay còn gọi là bột lá cơm nếp, cho vào túi lọc như uống trà, rất tiện dụng. Trên đây là những công dụng từ lá dứa thơm hay còn gọi là cây cơm nếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Tạm biệt các bạn.